tôi mỗi lần đi làm móng về. Ba mày dễ bò. Mẹ rửa chân cho mẹ nè. Sao vậy? Chân mẹ bị đau nè. Mẹ đi lấm mỏng về bị đau nè. Sao vậy? Nè, bị đau lấm mỏng về bị đau nè. Giờ mình rửa nè. Để dành mẹ bao nhiêu lần rồi. Đi lấm mỏng á. Để dành mấy đứa làm cẩn thận vào. Làm kỳ vào. Làm lần nào về bị sứng chảy mồ hôi. Ông bị mỏng bên đây bị khi nào bị bá bụng mỏng. Ba nó bị vai bá mỏng đấy đi. Bao nhiêu lần được bố hả? Nghe. Nghe. Đi tìm chuyện khác đi. Đi tìm vã bố hả? Ôi da đau. Từ từ đấu chịu khó mẹ. Đau quá à. Trời ơi thiệt á. Nó giật đi. Mỏng nó sưng phục cái đi. Sưng phù phù nó bá bị phạch ra là cái mủ trống á. Mẹ. Mẹ cái tội mẹ mới ngủ được.